biên tập viên Việt Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16 giờ 30 phút chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Sở Y tế Nghệ An và được sự tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, gan là một cơ quan quan trọng của cơ thể và được ví như một nhà máy sinh hóa khổng lồ. Theo các tài liệu y khoa cho biết, gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau. Chính vì vai trò quan trọng đó nên nếu gan bị viêm hoặc tổn thương thì sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Trong chương trình Sức khỏe của bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bệnh gan với sự tham gia tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Phan Xuân Sĩ, trưởng khoa Nội A Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi điện thoại về số 0386262999 để được bác sĩ tư vấn và giải đáp. Còn bây giờ, trước khi đi vào trao đổi cùng với bác sĩ Phan Xuân Sĩ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một đoạn băng thông tin bệnh học về bệnh gan. Sau da, gan là cơ quan lớn nhất trong cơ thể, nằm bên tay phải, dưới lồng ngực phải. Gan là nhà máy lọc máu chính và quan trọng nhất trong cơ thể và cũng là cơ quan đầu tiên tiếp nhận các chất dinh dưỡng và hóa tố khác nhau hấp thụ từ hệ thống tiêu hóa. Nên thức ăn và tất cả các nhiên liệu phải đi qua gan trước để được thanh lọc và chế biến thành những vật liệu khác nhau. Nói chung, gan có nhiệm vụ chính là chuyển hóa chất đường, sản xuất và chuyển hóa chất béo, sản xuất và thoái biến chất đạm, thanh lọc các độc tố và tổng hợp chất mật, giữ cho cơ thể có được điều kiện sức khỏe tốt nhất. Cũng như tất cả các cơ quan khác trong cơ thể, gan cũng có thể bị tàn phá bởi độc tố, vi trùng, vi khuẩn và nhiều bệnh tật khác. Nhưng vì tế bào gan không có dây thần kinh cảm giác, nên nếu gan bị tổn thương, bệnh thường không gây ra một triệu chứng nào. Chỉ đến khi gan bị sưng phồng lên, làm vỏ bọc gan bị kéo căng, gây ra những cơn đau tức hoặc khó chịu ở vùng bụng trên về phía tay phải và được phát hiện qua thăm khám khi người bệnh tìm đến các cơ sở y tế. Theo nhận định của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Việt Nam là một trong 9 quốc gia thuộc vùng Tây Thái Bình Dương đang phải đối mặt với dịch viêm gan virus. Tỷ lệ nhiễm virus B chiếm 10 đến 20% dân số, tức là có khoảng 12 đến 16 triệu người bị lây nhiễm HBV. Số người nhiễm virus C khoảng 4,5 triệu người. Trong số người bị lây nhiễm có khoảng 5 triệu người viêm gan virus B và 3,5 triệu người bị viêm gan virus C. Đại đa số xơ gan ở Việt Nam là do viêm gan virus B, virus C chiếm khoảng 80%. Sau đó là xơ gan do lạm dụng rượu bia và một số bệnh khác. Số người chết hàng năm trên khoảng 10 vạn người do biến chứng xơ gan giai đoạn nặng hoặc do ung thư gan. Ước tính trong một năm, chi phí điều trị hai loại virus viêm gan B và C vào khoảng 660 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 7 hàng năm được WHO quyết định là ngày viêm gan thế giới. Sự kiện này là tiếng chuông báo động cho tất cả các nước về tính chất nghiêm trọng dịch viêm gan, tiến triển qua nhiều thập niên, gây tác hại đến sức khỏe của cả loài người, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu. Vâng ạ, thưa bác sĩ, có thể nói rằng là bệnh gan thì rất là nguy hiểm. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là có bao nhiêu bệnh gan và nguyên nhân nào gây ra các bệnh về gan ạ? Thì như ta đã biết thì gan gồm hai phần chính, tức là bộ phận đường mật và tổ chức nhu mô gan. Thì ta nói đến viêm gan có nghĩa là viêm tổ chức nhu mô gan. Thì thường viêm gan thì do vi khuẩn, có thể do virus, có thể do chuyển hóa và có thể là do thuốc. Thì do tính chất của gan cho nên các vi khuẩn xâm nhập đều vào gan và tổ chức gan thì đều tạo thành áp xe gan. Riêng virus do đặc tính ái ở gan thì một số virus gây ra viêm gan virus kéo dài và thường thì để lại những hậu quả dẫn đến xơ gan. Thì trong chương trình này nói về viêm gan thì chúng ta chủ yếu nói đến viêm gan do virus và thứ hai là viêm gan do thuốc.
có thể nói là viêm gan do rượu. Thì trong viêm gan do virus thì hiện tại người ta đã phân được làm 5 loại và ngày càng người ta càng tìm được nhiều loại hơn. Thì trong 5 loại đó thì có hai nhóm chính, tức là một nhóm viêm gan gan virus có ADN, có DNA và virus mang RNA. Thì trong 5 loại đó gồm có virus viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan D và viêm gan E. Thì viêm gan chủ yếu thường gặp là viêm gan A và viêm gan B. Hiện nay thì đang nhiều lên cái virus viêm gan C. Vâng ạ, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là triệu chứng cơ bản khi bị bệnh viêm gan thì thường biểu hiện như thế nào ạ? Biểu hiện viêm gan thì gồm có hai biểu hiện chính, tức là hai giai đoạn, một giai đoạn cấp và viêm gan gan virus mạn. Viêm gan virus cấp thường biểu hiện rầm rộ, có tính chất rầm rộ, bệnh gây bệnh mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, đau tức vùng gan, rồi da mắt vàng, tiểu vàng và sờ có thể thấy gan to. Trong biểu hiện viêm gan cấp này thì bệnh nhân có thể biểu hiện dẫn đến là hôn mê gan. Còn biểu hiện của viêm gan mạn thường là người bệnh có thể biểu hiện âm thầm, có thể mệt mỏi thoáng qua, sờ có thể thấy gan to. Các triệu chứng thường là không rầm rộ và thường đi xét nghiệm thì mới chẩn đoán được rõ ràng hơn. Vâng ạ, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cơ chế để gây ra cái bệnh viêm gan và lây nhiễm như thế nào ạ? Thì như tôi đã nói trước thì viêm gan virus chủ yếu là do các virus xâm nhập vào cơ thể, và sau khi xâm nhập vào cơ thể thì virus sẽ có ái tính với gan và đến phát triển ở gan, tổ chức gan. Sau từ khoảng tùy từng loại virus nhưng từ khoảng vài tuần đến vài tháng, có loại virus có thể 6-7 tháng thì bắt đầu phát bệnh hoàn toàn và gây ra các biểu hiện ở gan. Thì trong 5 loại virus hiện tại đã phát hiện được, 5 bệnh viêm gan virus đã phát hiện được thì viêm gan A và viêm gan E. Viêm gan E thì có thể là lây bệnh qua đường tiêu hóa, qua đường ăn, thức ăn, nước uống, có thể là qua đường gọi là miệng, tai miệng. Còn các loại viêm gan virus B, C và D thì chủ yếu lây qua đường, qua da, tức có thể qua đường tình dục, qua đường mẹ sang con, qua đường tiêm truyền. Và các virus này thì thường là qua một thời gian xâm nhập rồi ủ bệnh rồi mới đến giai đoạn toàn phát. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình sức khỏe của bạn. Quý vị, chương trình sức khỏe của bạn phát sóng trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM 99.6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 vào 16:30 chiều thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình qua đường bưu điện và email. Thưa bác sĩ, em muốn hỏi là bệnh viêm gan có nguy hiểm không? Và người bị nhiễm có lây truyền sang người khác không? Có chữa khỏi được không? Rất mong bác sĩ cho em câu trả lời. Em tên là Mây ở Nghệ An ạ. Câu hỏi này là từ email thơmmay@com.com ạ. Như tôi đã nói thì viêm gan có hai nhóm, là một nhóm lây qua đường tiêu hóa là viêm gan A và viêm gan E. Một nhóm gây qua đường tiếp xúc qua da, tức là qua đường tiêm truyền, mẹ sang con, qua đường tình dục. Thì bệnh có thể lây qua tùy theo dạng, tùy theo một trong hai loại trên. Và mình có thể ngăn ngừa được nếu biết cách phòng chống và biết cách hạn chế sự lây nhiễm đó. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ, là của anh Phạm Văn Hùng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh ạ. Tôi có đi thử máu thì có kết quả dương tính HBsAg. Vậy có bị gì không? Có nguy hiểm không? Có cần phải điều trị hay không? Và nếu không điều trị thì có bị gì không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi này ạ. Khi bạn bị HBsAg dương tính có nghĩa là trong người bạn đã có mầm bệnh viêm gan B. Và để xác định thêm bạn có bị bệnh không, tức là bạn phải làm thêm một số xét nghiệm nữa, chẳng hạn như là các men gan, SROT, SRPT, rồi HBEAR, rồi HBCAR. Và nếu
bạn có HbA1c dương tính thì là bạn đã có thể đang bị đầy viêm gan, cộng với men gan tăng cao có thể bạn đã bị viêm gan. Nhưng nếu bạn men gan bình thường và HbA1c âm tính thì có thể là bạn chỉ là người mang mầm bệnh. Nên tốt nhất là bạn nên đến các cơ sở y tế để xét nghiệm thêm các xét nghiệm để xác định là men gan có tăng hay không, có mối HbA1c dương tính hay không. Và nếu làm thêm có thể là ở bệnh viện tỉnh có thể làm thêm các xét nghiệm như là HBV DNA để chẩn đoán xác định chắc chắn hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, kỹ thuật viên của chúng tôi đã kết nối được với quý vị khán thính giả gọi về cho chương trình, đó là anh Kiên, 39 tuổi ở thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào anh Kiên. Vâng, chào chị, chào anh. Xin mời anh nêu câu hỏi cần được bác sĩ tư vấn để bác sĩ có thể nghe rõ và tư vấn cho anh ạ. Xin mời anh. Vâng, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Em thì phát hiện men gan cao cách đây hơn một năm rồi. Và Vâng. Em phát hiện men gan cao cách đây hơn một năm rồi mà em đã đi khám ở viện tỉnh và cũng đã đi khám ở viện lâm sàng nhiệt đới trung ương rồi thì đều phát hiện và cũng khám thì em xác định là không bị viêm gan B và không bị viêm gan C. Và trên ở viện tỉnh thì chỉ chẩn đoán là men gan cao không rõ nguyên nhân. Thế còn lên viện lâm sàng nhiệt đới trung ương Hà Nội khám thì kết luận là bệnh gan nhiễm độc. Và các bác sĩ chỉ cho em và cho em uống thuốc là Fortec và Elgazin. Em khi em có uống một thời gian thì kiểm tra lại thì men gan là về bình thường. Sau đó đến một thời gian sau kiểm tra lại thì gan lại lên, men gan lại cao. Tầm cứ khoảng tầm đợt cứ có đợt thì lên 85, đợt lên 95 minimum trên lít. Thế là thì xin hỏi bác sĩ là như thế bệnh thế có nguy hiểm gì không ạ? Thì theo như bạn thông báo thì men gan của bạn ở chỉ số khoảng gấp 2 lần bình thường. Và không bị viêm gan virus. Có thể là người ta chẩn đoán bạn viêm gan nhiễm độc. Thì bạn làm nghề gì ạ? Dạ em chỉ làm nghề tự do thôi ạ. Thì trong để chẩn đoán viêm gan ấy, thì sau khi loại trừ viêm gan virus rồi viêm gan các viêm gan khác thì viêm gan nhiễm độc thì có một yếu tố là nếu mà làm cụ thể là phải sinh thiết gan thì mới biết chắc chắn được là viêm gan gì. Nếu viêm gan nhiễm độc thì sẽ có trong tế bào gan sẽ có một số cái nang có chứa những chất độc đó và người ta có thể phát hiện qua sinh thiết gan. Nếu bạn đến những cái nơi cơ sở cao hơn thì có thể người ta lại chẩn đoán chắc chắn là cái viêm gan cho bạn. Tuy nhiên là một số cái viêm gan ấy, thì cũng có thể là không rõ nguyên nhân. Tức là ngoài viêm gan virus, viêm gan nhiễm độc, viêm gan do rượu thì có một số viêm gan không rõ nguyên nhân, tuy nhiên là cũng phải làm thêm một số xét nghiệm nữa. Thì theo tôi được biết thì bên Bệnh viện Y học Lâm sàng nhiệt đới thì người ta chỉ xem yếu tố viêm gan virus hay không. Còn nếu bạn muốn cụ thể hơn ý, thì bạn nên sang khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Thì ở đó người ta chuyên khoa hơn và nếu cần người ta có thể sinh chiết gan cho bạn để xác định rõ hơn. Còn nếu để tình trạng men gan tăng thì tất nhiên là thế ảnh hưởng sức khỏe của bạn. Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với khán thính giả tên là Hùng, 40 tuổi ở Hà Tĩnh gọi về cho chương trình ạ. Xin chào anh Hùng ạ. Cháu thể hỏi không? Tôi là bị xét nghiệm bị chủ viêm gan B. Nhưng đi khám một năm đi xét nghiệm 2 lần, men gan vẫn bình thường. Thì theo bác sĩ thì có nên dùng thuốc hay không và dùng thuốc nào mà có nguy hiểm không? Theo bác sĩ được biết thì hiện tại thì có khoảng 15-20% dân số Việt Nam là mang yếu tố HBSAG. Và thường thì bệnh nhân ở có mang yếu tố này thì có thể không biểu hiện viêm gan. Chỉ có 1% trong số đấy có thể viêm gan mạn tính hoặc là viêm mạn tính tiến triển. Thì để xét nghiệm rõ thì bạn đi xét nghiệm HBSAG dương tính rồi thì bạn nên xét nghiệm men gan. Và nếu men gan bình thường bạn có thể xét nghiệm thêm HbEAg. Mà nếu HbEAg EAg âm tính thì có lẽ là bạn không cần phải điều trị gì. Bởi vì là cái mầm bệnh đó có thể là mang trong người nhưng nó không phát triển thành bệnh bởi vì cơ thể mình có sức đề kháng tốt.
Tuy nhiên bạn cũng nên cần theo dõi khoảng 3 đến 6 tháng một lần. Bởi vì khi cơ thể mình yếu đi, có thể gặp những trường hợp mà giảm miễn dịch hoặc là dùng corticoid kéo dài thì có thể bệnh viêm gan đấy lại tái phát. Cho đó là theo bác sĩ thì bạn chỉ cần theo dõi, nếu men gan bình thường và HbA1c âm tính thì có lẽ là bạn không cần phải điều trị gì. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn anh Hùng ạ. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với chị Thu 26 tuổi gọi điện thoại từ tỉnh Phan Thiết ạ. Xin chào chị Thu ạ. Dạ em chào chị ạ, em chào bác sĩ ạ. Vâng, xin mời chị nếu có hỏi về bác sĩ để được bác sĩ tư vấn ạ. Dạ, bác sĩ ơi, em năm nay là 26 tuổi ạ. Thì tháng 5 năm ngoái thì em đi xét nghiệm, em khám sức khỏe thì là bị làm nói là men gan cao. Thì em đọc những cái tiêu chuẩn mà đi khám là ALT là 31.6, SAT là 28.8, GGT là 12.9. Thì xét nghiệm là HBSAg là dương tính. Thì sau một thời gian tháng 5 năm ngoái em hỏi cho không cho em uống thuốc mà họ nói bác sĩ nói em là về theo dõi sau 3 tháng lên khám lại. Thì về em gia đình em có lấy cái chó đẻ bác sĩ ạ uống thay nước chè. Thì uống liên tục sau 3 tháng lên đi khám thì họ cũng không cho uống thuốc, họ cứ nói là không có sao, cứ uống thuốc cái chó đẻ đó bình thường. Thì đến tháng đầu tháng 2 vừa rồi em khám bác sĩ là GTD là 22.1, AST là 18.6 và cái thứ ba là GGT là 13.0 nhưng mà vẫn xét nghiệm là dương tính. Thì theo em hỏi bác sĩ như vậy thì em bị bệnh gan gì mà sao bác sĩ lại không cho em thuốc ạ? Vâng, bác sĩ họ xử trí như thế là đúng rồi chị ạ. Tức là như tôi đã nói với anh Hùng trước thì là Việt Nam có khoảng 15 đến 20% người mang yếu tố mang viêm gan B, tức là HBA là dương tính. Yếu tố này có thể truyền bệnh cho người khác, nhưng ở cơ thể khỏe mạnh và ở cơ thể chị ấy, tức là chị đã không mắc viêm gan B mà chỉ có mang yếu tố mầm bệnh thôi. Tức là sau khi các bác sĩ đã xem xét những lần theo dõi như thế, chị đều có men gan bình thường. Cho nên không phải dùng thuốc gì cả. Và chị yên tâm là mình không mắc bệnh viêm gan B. Nhưng tuy nhiên chị không thể là không cho máu được. Và chị có thể là lây truyền cho người khác. Bởi vì nếu mà sang một cơ thể khác, cơ địa yếu hơn hoặc là cơ thể đang giảm miễn dịch, thì bệnh thì chị vẫn có thể truyền bệnh cho họ. Tuy nhiên là chị không mắc bệnh gan, nên chị yên tâm mang yếu tố đó. Và có thể là 3 đến 6 tháng thì chị nên đi xét nghiệm một lần như thế để biết thôi ạ. Bác sĩ cho em hỏi thăm thì theo như bác sĩ cho em hỏi thử là bây giờ em uống liên tục cái thuốc cho đẻ sau này có bị vô sinh không ạ? Theo bác sĩ thì nếu mà xét nghiệm mà HBSAg âm tính mà men gan bình thường thì có lẽ là mình không cần uống phải uống thuốc gì. Có thể chỉ ăn uống bình thường, tránh ăn thuốc độc với gan, rồi uống các sinh tố, chứ còn những thuốc khác có lẽ không nên dùng. Dạ, mà em hỏi bác sĩ là cái cho đẻ mà uống thời gian dài có bị vô sinh không ạ? Cái đó có lẽ cần phải thời gian kiểm nghiệm, tuy nhiên là về mặt bệnh gan thì bác sĩ chỉ nhắc chị là có lẽ không cần phải uống thêm thuốc gì cả. Hiện tại các chức năng của chị nếu là bình thường mà không phải uống thêm thuốc gì cả. Còn về mặt thuốc đó có ảnh hưởng không thì có lẽ là bác sĩ phải xem thêm và phải xem tài liệu khác nữa. Xin được cảm ơn chị Thu đã gọi về cho chương trình ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn, chủ đề bệnh viêm gan, phát sóng vào 16 giờ 30 phút chiều thứ bảy hàng tuần trên sóng truyền hình NTV, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Quý vị hãy gọi điện thoại về số 038 6262 999 để được bác sĩ tư vấn và giải đáp những vấn đề thắc mắc của quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi khác. Thưa bác sĩ, tôi lấy chồng 3 năm chưa có con. Tôi dự định năm nay sinh, đi xét nghiệm kiểm tra thì phát hiện viêm gan C type 1. Khi quan hệ vợ chồng có dùng bao cao su, một vài lần thì không dùng. Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi là trường hợp của tôi thì mang thai được không? Tôi nghe nói mang thai thì em bé sẽ bị bệnh đau hoặc là dị tật.
có đúng không ạ? Bên gia đình tôi thì không có ai mắc bệnh này, nhưng chồng tôi thì không chịu đi xét nghiệm. Câu hỏi này của chị Thu Hà ở địa chỉ email thuha.lz19a@gmail.com ạ. Xin mời bác sĩ. Theo tài liệu được biết đến nay thì hiện tại thì người ta không thống kê được trường hợp nào là bị viêm gan C thì có thể gây dị tật và quái thai. Tuy nhiên là nếu mà chị đang có tình dùng thuốc, một số thuốc như ribavirin có thể gây ảnh hưởng đến cái cấu trúc bào thai. Còn nếu chị không dùng thuốc thì khả năng để gây dị tật quái thai ở người viêm gan C là không có. Tuy nhiên trong quá trình chị mang thai và lúc sinh thì có thể chị truyền bệnh cho con. Tất nhiên là không phải là tất cả ai mang thai hay mang virus viêm gan C đều có thể là truyền bệnh cho con cả. Người ta tính ra chỉ khoảng 5-10% bệnh nhân mang thai mà có yếu tố viêm gan virus C thì có thể có khả năng truyền, nhưng khả năng tương đối là khá thấp. Và cái việc có truyền cho bé hay không thì được đánh giá bằng sau khi sinh thì người ta lấy máu dây rốn ở trẻ, người ta thử xét nghiệm sẽ biết. Còn khả năng như chị nói là gì gây dị tật cho trẻ thì có lẽ là không có. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là qua chương trình này thì chị Thu Hà đã nghe được tư vấn của bác sĩ và có được các cái điều kiện cần thiết để có thể là mang thai và sinh con như ý muốn ạ. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được kết nối với bác Châu 56 tuổi từ huyện Quy Châu của tỉnh Nghệ An ạ. Alo, xin chào bác Châu ạ. Vâng ạ. Dạ, chào bác. Mời bác nêu câu hỏi để được bác sĩ tư vấn ạ. Dạ, nghe đây ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Bác có hỏi bác sĩ, có một cái chương trình của bác hỏi với bác sĩ là bác vừa rồi đi khám ở bệnh viện Hà Nội. Là bệnh viện kết luận bác là có vối hóa biến nhu mô gan. Rồi là có. Rồi là về bệnh viện 115 khám cũng có là vối hóa biến nhu mô gan. Thì bác hỏi bác sĩ là vối hóa biến nhu mô gan cũng nguy hiểm ạ. Bác sĩ sẽ trả lời bác tức là vối hóa đến nhu mô gan để nếu mình bằng cách nào cho nó mất đi nhu mô gan ạ? Vối hóa nhu mô gan ạ, là bác xin hỏi bác sĩ tư vấn cho bác. Thường thì vối hóa đến nhu mô gan đấy có thể là một cái sẹo cũ, nó cũng như cái sẹo trên da, trên một số cơ quan nội tạng của mình. Sau khi thành sẹo thì tổ chức vôi nó sẽ lắng động ở nhu mô, chẳng hạn như vối hóa ở nhu mô gan, nhu mô thận. Và vôi hóa đấy nếu đơn độc thì bác sĩ nghĩ là không cần phải điều trị gì. Và trong quá trình sống có thể lâu nó mới giảm dần cái vôi hóa đó khi tổ chức nó phát triển. Còn khả năng để nó mất trong một thời gian ngắn là rất khó. Tuy nhiên là nếu bác làm thêm các xét nghiệm khác về chức năng gan mà không có ô tổn thương gì thì bác sĩ cho là cái vôi hóa có thể lành tính và không cần phải điều trị gì cả. Vâng ạ, bác Châu nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Nghe rõ ạ. Vâng, xin cảm ơn bác đã gọi điện thoại về chương trình ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, tiếp theo chương trình chúng tôi xin được kết nối với bác Trọng gọi về từ tỉnh Lâm Đồng ạ. Xin chào bác Trọng ạ. Vâng ạ. Dạ, chào bác. Xin mời bác nếu có hỏi về bác sĩ để được bác sĩ tư vấn ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin mời bác hãy nêu những cái vấn đề thắc mắc của bác đi ạ. Tôi đang xem theo dõi chương trình của Đài Nghệ An nói trên TV. Dạ. Mà tôi có cái bệnh tức là mình đi khám thì họ cho rằng là gan nhiễm mỡ, cho nên tôi muốn hỏi là trong cái ăn uống mình nên kiêng cử cái gì ạ? Dạ. Thì thông thường thì gan nhiễm mỡ là giai đoạn nếu mà người bệnh bị mắc một bệnh gan nào đó thì đấy là giai đoạn thoái hóa ban đầu của xơ gan. Nhưng nếu bệnh nhân mà thừa cân, nếu bệnh nhân có những rối loạn chuyển hóa gọi là bệnh hội chứng chuyển hóa thì trong gan có chứa một lượng mỡ nhất định. Bởi vì thường là cơ quan gan là nơi cơ quan vừa là chuyển hóa nhưng vừa là cơ quan chứa mỡ. Nên nếu bác có gan nhiễm mỡ mà ở một mức độ nhiều ấy thì có lẽ phải, nếu thừa cân thì phải giảm cân, phải có chuyện ăn kiêng, tập luyện thể dục. Và nếu uống rượu bia thì phải giảm rượu bia.
thì có thể uống một số chức thuốc bổ gan như Fotex hoặc là ta hay dùng như Actiso, nhân trần. Thường thường nếu mà bệnh nhân không có cái bệnh gan cố định từ trước, chẳng hạn như viêm gan do thuốc, viêm gan do rượu, viêm gan do rút, cho virus, thì nếu tình trạng thừa cân hoặc là hội chứng chuyển hóa thì thường đấy là biểu hiện bình thường của gan, và chúng ta chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn và uống một số thuốc nhuận gan lợi mật thì đã có thể là giảm được cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Bác nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn chương trình ạ, tôi vâng, nghe rõ đấy. Vâng, xin cảm ơn bác. Tiếp theo chúng tôi xin được kết nối với anh Thanh, 30 tuổi, gọi điện thoại về từ Ba Vì, Hà Nội ạ. Xin chào anh Thanh ạ. Dạ vâng ạ. Chào anh, dạ. Xin mời anh trao đổi với bác sĩ để được bác sĩ tư vấn ạ. À, vâng, chào chị ạ. Vâng ạ. Anh cứ trao đổi cụ thể với bác sĩ ạ. Bác sĩ sẽ nghe được cái nội dung câu hỏi của anh và tư vấn cho anh ạ. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, em muốn nhờ bác sĩ tư vấn là đang mời anh. Vâng ạ. Em thì cách đây một năm em có đi khám là hai bệnh viện thì một người nói là em bị sỏi gan ấy ạ. Vâng. Mời anh tiếp tục nhé. Vâng, vâng, còn một bệnh viện thì nói là em bị vôi hóa, vôi gan ấy, bác sĩ. Vâng. Còn thì em muốn hỏi bác sĩ là bệnh này có điều trị được không ạ? Anh có bị đau gì không ạ? Không, đau điếc gì, không ảnh hưởng gì đâu ạ. Có bị vàng mắt, vàng da gì không ạ? Không ạ, bình thường là không đau điếc gì, nhưng đi khám thì bác sĩ nói là như vậy. Em có hỏi là có thuốc gì để điều trị không thì các bác sĩ nói là ở mình không có thuốc điều trị và không cho em đơn thuốc điều trị. Theo bác sĩ thì nếu mà sỏi gan ấy, sỏi gan tức là sỏi đường mật ấy, thì cần phải điều trị. Tức là những cái sỏi đường mật thì bao gồm có tắc mật tức là có đường mật giãn này, có vàng mắt, vàng da này, có thể có đau sốt, thì đấy là bệnh sỏi đường mật. Nó nằm trong gan, tức đường mật trong gan ấy, thì phải điều trị. Còn nếu một nốt nhu mô gan bị vôi hóa mà không kèm theo cái biểu hiện khác, tức là không kèm theo giãn đường mật, không kèm theo rối loạn chức năng gan, không có những cái gì khác ấy, nốt vôi hóa đơn độc, thì theo bác sĩ nó như một cái sẹo trên cơ thể mình, sẹo tất cả các gan có thể gặp, có thể do một quá trình vôi hóa nó lắng đọng lại ở trong nhu mô ấy, thì những biểu hiện đấy thường là không phải điều trị và nó thường an toàn với người bệnh. Anh nghe rõ tư vấn của bác sĩ không ạ? Vâng, em đang nghe. Vâng, xin được cảm ơn anh gọi điện về cho chương trình. Kính thưa, đây thì thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn bác sĩ Phan Xuân Sĩ đã đến tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV, hoặc nghe lại chương trình này vào 7:00 sáng chủ nhật hoặc 7:00 sáng thứ năm tuần kế tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình này trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn hoặc nghe lại trên trang web radiovietnam.vn. Trong chương trình tuần tới thì chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề bệnh về tai mũi họng. Quý vị quan tâm hãy gửi thư về cho chương trình theo địa chỉ: chương trình Sức khỏe của bạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hoặc gửi thư về hộp thư điện tử email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com, hoặc đăng ký qua số điện thoại 0386262999 vào tất cả các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Xin kính chào và hẹn gặp lại.